trên này thì cũng xa bạn, tại vì ở đây cũng em làm nhà đây thì cũng không có đất để trồng trọt các thứ, nên là ở đây cũng xa hơn ở dưới kia, nên là chắc là em ở dưới kia nó không ở đây đâu ạ. Ừ. Từ cái chỗ dưới đường này đến hai cái mộ kia xuống ạ. À? Vâng, ra hết đến chỗ ngô lên trong vườn này thôi ạ. À. Sang bên đấy thì bố không cho về, và bố bảo là không cho về nữa, bố bảo đi lấy chồng Trung Quốc nữa. Xin mến chào quý khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh của Tuyên. Hôm nay thì Tuyên đi vào nhà em Thím, và cũng như lá hứa thì sẽ có một cái sự thay đổi ở chỗ nhà em Thím. Cô Thanh đã gửi tiền cho em Thím để hỗ trợ mua đất và làm nhà. Tuy nhiên thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến cái mảnh đất hiện tại bây giờ em Thím đang ở. Cũng có rất là nhiều quý khán giả có góp ý cho Tuyên là nên chọn những miếng đất khác để có thể phù hợp hơn. Đặc biệt là cái miếng đất mà em Thím đang ở bây giờ thì cũng như một số khán giả chia sẻ là nó khá là vắng. Tuy nhiên thì để tìm được một cái mảnh đất phù hợp thì cũng phải có thời gian và phải có kinh tế, nó cũng phải hơi dư giả một chút. Và liệu nếu mình chuyển ra chỗ khác thì nó có đủ an toàn và đủ diện tích để mình vừa ở và vừa trồng trọt, hay là vừa kiểu như là vừa trồng rau vừa ở đấy. Nhưng mà theo yêu cầu của bà Thanh thì bà có nói là nếu như có thể mua được thì sẽ nên mua ở chỗ cái nhà hiện tại bây giờ đang ở, là mua của ông anh họ. Do vậy là Tuyên sẽ cân nhắc ở trong vấn đề này và cũng hỏi ý kiến của em Thím, mẹ em xã xem như nào các bác nhé. Bây giờ thì mời các bác theo chân Tuyên đi lên đường. Hai anh em Thím với xã là có giới thiệu cho Tuyên một cái miếng đất ở trên này. Tuy nhiên thì cái giá nó cũng hơi căng các bác ạ. Nhưng mà cũng phải vào thực tế để xem so sánh cái miếng đất đó với lại cái miếng hiện tại căn nhà đang ở đây này. Là với cái giá người ta đòi 60 triệu thì nó có thật sự phù hợp hay không? Và giá đấy thì anh em mình có cân nhắc để mua hay không các bác nhé. Anh em chào các bác anh nhỉ. Chào tất cả các bác, các cô, các chị và các mạnh thường quân mạnh khỏe phúc ạ. Xin chào tất cả các cô, các bác và các anh chị em và các mạnh thường quân ạ. À, cái miếng kia là như nào xã? Dạ. Cái miếng đất đấy của là của ai? Miếng đất đấy là của nhà anh bác ở dưới này ạ. À. Ừ. Người ta đòi bao tiền? À. Chưa biết không, nội Thím họ đi hỏi chưa? Em đi hỏi rồi, người ta đòi 70 triệu. 70 triệu á? Vâng. Nhưng mà có rộng không? Cũng thường anh ạ. Cũng đủ làm nhà không? Nhưng mà quan trọng là đủ làm nhà không chứ? Có anh ạ. Nhưng mà cái chỗ này bây giờ đã vắng như thế này, bây giờ còn lui lên trên này nữa thì chả vắng hơn à? Vâng. Thôi cứ đi xem đi. Có hé lộ cái miếng đất nào thì anh em mình cứ đi xem cái miếng đó, xem là tình hình thực tế nó như thế nào. Ở đây đã vắng rồi, bây giờ chuyển đến trên này là còn vắng thêm nữa thì hơi khó đấy. Đi trước đi, xá đi, dẫn đường đi. Anh không biết ở chỗ nào. Sao đất ở đây nó đắt vậy? Đất ở đây thì bây giờ cái kiểu đông dân cư về thì không có chỗ làm ăn thì nó không, như kiểu không thích bán. Không thích bán à? Không thích có tiền đâu. Cơ bản là đất ở đây thì bà con cũng tận dụng để làm nương, làm rẫy hết rồi. Chỗ nào tốt thì để làm nương, còn chỗ nào mà không có làm nương được thì người ta sẽ bán đi. Hoặc là có anh em có nhu cầu mua thì người ta sẽ để lại cho mình để dựng nhà chẳng hạn. Ở đây à? Đây đâu? Đây à? Chỗ trồng cỏ này à? Chỗ này cũng vắng đấy.
Nhưng mà có mộ không? Không qua. Họ bán là như nào? Diện tích như nào xã? Anh bác kể bảo là chiều dài thì nó chỉ đáng 8 mét thôi. 8 mét thôi? Thế còn chiều sâu? Còn chiều sâu thì 10 mét. 10 mét à? Là khoảng 80 mét vuông à? 80 mét vuông mà lấy 70 triệu á? Vậy thì đắt đấy nhỉ? Đắt. 70 triệu bây giờ mình san nền nữa. San nền thì gọi là cũng không mất nhiều, ở đây thì nhà bà con thôi. Cái này là nền đất thì cũng dễ san thôi. Cơ bản là với cái giá đó thì mình không mua được. Cơ bản là muốn cho các bác xem thôi, vì cái đất chỗ này nó cũng khá là bằng. Đây, anh cameraman đi đoạn trên đi. Lên hẳn đoạn trên quay xuống dưới này cho rõ. Thế ông nọ bác chỉ là ở khu vực này hay là ở đầu trên? Từ cái đầu mà ở chỗ này xuống đây anh ạ. Xuống đây á? À, theo cái ranh giới của con đường nhỏ này hả? Đúng rồi. À. Xá thấy cái đất này như thế nào? Thấy cái đất này thì nếu mà sang để làm nền nhà thì nó nói chung là cũng rộng với lại phù hợp, nhưng mà tính thì ở dưới kia thì đã xa rồi, lại nếu mà lại mua ở trên này làm nhà ở trên này thì nó lại càng xa hơn, thì sang vắng anh em hàng xóm bà con quá nhỉ. Em sợ cũng không yên tâm. Đây nếu mà không sao cả, nhưng bạn không yên tâm mấy. Thường thường là như này các bác ạ. Đất của bà con thì ở đây là gần như là không có sổ đỏ đâu. Là bà con thường như kiểu ngày xưa là khai hoang thì ai khai chỗ nào thì là đất của người đấy thôi. Không có đăng ký làm sổ đỏ vì bà con không có điều kiện. Bây giờ để làm sổ đỏ thì người ta cũng phải ra xã đăng ký cái thứ, phải nộp thuế. Các kiểu thì mới được làm sổ đỏ. Thành ra là bà con không có sổ đỏ đâu. Bây giờ bán thì cũng chỉ làm giấy tờ bằng miệng thôi. Hoặc là viết bằng tay thôi. Thành ra là chỗ này chuyển nhượng cho ông này, chỗ này chuyển nhượng cho ông kia, xong khi nào ký vào là có người chứng kiến, có bà con chứng kiến, thế là được. Đấy, có muốn làm một cái tờ giấy như thế thôi. Thế em tìm thấy thế nào? Ở đây có được không? Dạ em ở trên này thì cũng xa, tại vì ở đây cũng em làm nhà đây thì cũng không có đất để trồng trọt các thứ, nên là ở đây cũng xa hơn ở dưới kia, nên là chắc là em ở dưới kia không ở đây đâu ạ. Chỗ này thì nó xa, so ở dưới kia thì nó xa hơn, nên là chắc là em ở dưới kia. Tại dưới kia thì cũng là đất, cũng có một nửa là đất của em, thì em trồng trọt các thứ thì gần nhà hơn. Một số cô bác anh chị và quý khán giả thì cũng bảo là anh em mình đi tìm đất chỗ khác để mua. Nhưng mà tìm khắp cả làng rồi, chỉ nghe được mỗi một tin là cái chỗ này bán thôi. Với cái chỗ đằng sau nhà em ngày trước người ta bảo bán đấy, là 70 triệu trước định mua cho em xá đấy. Nhưng mà cái đấy bây giờ hỏi người ta không bán nữa. Người ta trồng hoa màu vào rồi, người ta không bán nữa. Trước thì là họ chưa trồng cái gì hết, đúng thành rồi. Một cái bãi cỏ thôi. Thế là họ muốn bán. Nhưng mà sau khi anh em đi ghi hình xong ấy thì cảm giác là họ mới bắt đầu phát hiện ra cái đất của họ có giá. Thế là bắt đầu trồng cây hoa màu các thứ vào, thì họ lại bắt đầu là bảo để cho con cháu sau này ở thôi. Thế mình cũng không có hỏi được mua nữa. Bây giờ người ta bảo không bán nữa. Thì chỉ hỏi được bán chỗ này là người ta đòi 70 triệu. Nhưng mà với cái diện tích là chiều rộng như em xá vừa nói là 8 mét, chiều sâu là 10 mét, nó rơi vào khoảng 80 mét vuông. Thì trung bình mình làm nhà là hết khoảng 50 đến 60 mét vuông. Còn lại thì sẽ là rãnh nước và khoảng cách giữa các cái ta ly và tường bao xung quanh nữa. Chứ không phải là làm... Ví dụ mình mua đất là làm nhà khoảng 50 mét vuông thì mình không thể nào mà tính 50 mét vuông đấy luôn. Thì nó rất là khó. Đấy như em xá vừa chỉ thì là khu vực này các bác ạ. Từ cái đoạn này này, từ cái đoạn kia xuống đến dưới này. Đấy, do vậy là cũng không có đủ rộng. Họ có cho đường để từ ngoài đường này vào không? Cho từ ngoài đường này vào không? Họ cho mở cả cái tả lưu đường này đi thôi, còn trừ cái một là anh em đường là của đi lại thôi, anh hiểu thôi. Ý là nếu mà trường hợp mình làm nhà sẽ là quay mặt ra đường này, hoặc là quay mặt xuống dưới này đúng không? 80 mét vuông thì chỉ đủ làm nhà, một cái nhà bé bé và một cái khoảng sân nhỏ thôi. Thế thì hơi khó.
Nhưng mà đã được hỏi rồi thì Tuyên cũng sẽ ghi hình cho các bác xem để các bác có những cái sự so sánh giữa cái đất mà chỗ em Thím đang ở và cái căn nhà và cái chỗ đất này. Thì bà Thanh cũng đã hỏi Tuyên là cái chỗ đất đấy thì có trồng được gì không. Như em Thím và hai vợ chồng em đã san cái đất đấy ra ấy, thì bây giờ cái đất đấy để mà được trồng được cái gì thì cũng khá là khó, nó phải cải tạo mất mấy năm. Nhưng mà ít nhất là mình vẫn còn đất để canh tác. Thì cho dù là mấy năm thì vẫn có cơ hội để trồng trọt. Còn như ở đây thì có ở 100 năm thì mình không có tiền, không có điều kiện để mua thêm thì cũng không bao giờ trồng được cái gì cả. Có trồng thì cũng chỉ đi nhờ trồng người ta 1 năm, sau đó là mình khai thác cho người ta, cải tạo cho người ta. Đến lúc cây hoa màu mà trồng lên đẹp rồi thì người ta lại đòi lại. Thế thì khác gì mình đi làm thuê cho người ta. Nói chung là để quý khán giả và cô bác anh chị có những sự so sánh với nhau giữa các cái miếng đất với nhau, thì anh em cũng sẽ ghi hình cho các bác xem những cái mảnh đất như thế này nó giá trị như ra làm sao. Cái chỗ nhà em Thím thì đất của ông anh họ ấy, thì là được chỗ cái nhà em đang ở và cái sân, còn đằng sau chỗ trồng cỏ thì anh không bán đúng không? Tức nghĩa là mình mua với cái giá 60 triệu là chỉ được cái nhà thôi. Nguyên cái chỗ nhà em đang ở và tất cả cái nền chỗ đã san thôi. Chứ không phải là như các bác nói là được cả cái chỗ cỏ mà trước Tuyên có ghi hình và cùng nói chuyện với em Thím ấy. Đấy, chỗ đấy là gần như không được. Thì chỉ được mỗi cái nền thôi. Thì theo Tuyên ấy thì cũng là nên chọn ở chỗ nhà em Thím. Nếu như trường hợp mà mình không có mua được chỗ khác tốt hơn hoặc là thuận tiện hơn, gần gũi bà con hơn thì nên chọn chỗ đấy là nó phù hợp nhất. Còn bây giờ về đây thì xa quá. Theo như anh biết thì hình như là có ở ngay chỗ khe này cũng có mấy cái mộ này. Khu vực này ở bên sườn này là gần như toàn mộ thôi. Nhiều lắm. Mộ ở làng bên này về là gần như là bãi tha ma bên này rồi. Đường đây này, đường này là đường đi vào mộ này. Đấy. Rất là nhiều các bác ạ. Ở dưới này thôi, ngay dưới này thôi là một cái bãi tha ma. Do vậy là không thể tránh được. Ít nhất là chỗ nhà ở, cái nếu mà mua được cái chỗ nhà ông anh họ ấy thì phá cái nhà mình đi và làm lại chỗ đấy thì anh nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Bởi vì ở cái chỗ đấy thì nó còn thuận lợi hơn ở đây rất nhiều. Tuy rằng ở đây thì nó tiện đường hơn nhưng mà cái diện tích ở đây nó nhỏ quá. Trời rất là nắng, có lẽ là ghi hình như vậy cho các bác xem thôi. Bởi vì là đất thì nó cũng chỉ có như vậy thôi, ghi hình cho các bác xem một chút thôi. Và thực tế anh em đi kiểm tra và đi đánh giá từng cái lợi ích một, như là những cái lợi ích liên quan đến bản thân mình mua đất thì phải xem là có tiện đường không, có san gạt có dễ không, và ở nó có ổn hay không. Thì với cái hướng nhà như anh em mình đang nhìn ở đây, nếu mà trường hợp mà mình san được ở đây thì hướng nhà bắt buộc phải theo chủ nhà người ta bán cho mình. Bởi vì cái diện tích là 8 mét chiều ngang thì mình sẽ phải làm theo đúng như cái 8 mét đấy người ta cho. Đấy. Còn 10 mét chiều sâu thì mình cũng không thể làm hết 10 mét, mình chỉ làm tầm khoảng 6-7 mét thôi. Thì là còn lại thì sẽ để dư ra sau ta ly để mình làm cái rãnh thoát nước nữa. Nhưng mà chỗ này sao họ không bán hết nhỉ? Bán hết chỗ này có khi mua hết chỗ này đẹp. Chắc là họ để lại sau này con cái lớn lên. Chỗ này bãi cẩm quái cỏ này thì đẹp lắm các bác ạ. Khổ nỗi là người ta không có bán hết, người ta chỉ bán một chút xíu à. Người ta bán đủ để cho mình làm nhà thôi. Thành ra là cũng khó. Từ kia về đây à? Theo cái rãnh kia. Lên cái đường mòn này đúng không? Từ kia về kéo về đây là khoảng 10 mét hả? 10 mét thì chắc đến đây thôi. Đến đây. Ra ngoài kia là khoảng 8 mét rồi. Đúng rồi. Thế thì là như này thì bắt buộc nhà mình sẽ phải hướng đi sang bên này rồi. Hướng cửa đi bên này rồi. Đấy. Cũng chỉ xem thế này thôi. Nhưng mà em Xá cũng không thích. Nhưng mà em Thím cũng không thích thì không làm thế nào được. Em thì ở
đây nó xa quá, không xa hơn ở dưới kia thì ít ra thì cũng gần, bảo xa thì cũng gần gần họ hàng một tí, còn ở đây lại tận tít trên này thì xa. Chủ yếu là bây giờ như này, ở đây thì thứ nhất là gần cái bãi tham an, nó là một cái nguy hiểm rồi. Cái thứ hai nữa là ở đây rất là vắng. Thường như em thím đi thì để lại các con ở nhà thì rất là nguy hiểm, sợ người ta bắt cóc các thứ này. Ở đây thì ngay bên này là biên giới các bác này. Ngay cái sườn núi ở cái chỗ xanh xanh bên kia ấy, thì sang bên kia là biên giới Trung Quốc rồi. Rất là gần thôi. Thành ra là cũng rất là nguy hiểm. Với lại ở đây thì không có nước ăn này. Cái quan trọng là không có nước này. Đấy. Cao. Không có nước để mình lấy ăn ấy. Còn là phụ thuộc vào nước mưa thì khó lắm. Thôi, nắng quá anh em đi về thôi. Có lẽ là chia sẻ cho các bác như vậy thôi. Bây giờ anh em về nhà sẽ cân nhắc và chia sẻ cho các bác rõ hơn, chi tiết hơn về cái mảnh đất này. Và nói rõ cho các bác hiểu. Sau đó thì các bác góp ý xem là có nên mua hay không. Lựa chọn như nào làm sao cho hợp lý các bác nhá. Đấy các bác ạ, vừa đi xem về cái mảnh đất thì không được rộng cho lắm. Như em Xá chia sẻ thì ông bác ở trong làng này muốn bán và cái giá thì đưa ra là 70 triệu. Tuy nhiên thì anh em vẫn chưa làm việc đâu các bác ạ. Đất ở đây thì tại sao nó lại giá cao thì Tuyên cũng đã ghi hình rất nhiều cho các bác xem rồi. Và cái đoạn trên này thì khá xa làng, xa xóm. Đối với em Tím ở đây thì nó cũng gần hơn. Tuyên sẽ quay cho cả làng cho các bác xem. Bởi vì làng này thì cũng không có quá nhiều hộ đâu. Ít thôi, nó rơi vào khoảng độ chục hộ dân thôi. Đấy, nhà em Tím thì nằm ngay đây rồi. Và cái ngôi làng chính là nằm ở khu vực dưới kia. Thì nhà em ấy cách làng đâu đấy, nhà gần nhất như nhà em Xá ở ngay đây thì nó rơi vào khoảng độ 200 m. Còn lại thì khu vực chỗ em nhà em Xá thì rất là đông. Rất là đông các bác nhá. Đấy, ghi hình cho các bác xem rất là đông. Ví dụ nó chợt mà chợt to là nó ủa lệ. Rất là đông. Và nhà em Thím thì ông anh họ cũng muốn bán, nhưng với giá tiền là 60 triệu. Và cái 60 triệu này thì sẽ chỉ được cái chỗ nhà thôi. Còn đất bên này là anh ấy không bán. Đây là vườn cỏ của anh ấy. Tất cả chỗ cỏ này là anh ấy trồng để chăn nuôi. Tuy nhiên thì trước đó là em Thím cùng với hai vợ chồng em ấy là san cái đất kia. Và san sau đó là chia nhau. Mỗi người một nửa. Em Thím được tổng diện tích chiều ngang là 8 m. Và chiều dài là theo đất. Thì Tuyên cũng không rõ là cái chiều dài đất được khoảng bao nhiêu. Nhưng mà ra đến ngoài hiên thì là đất mượn rồi. Đấy, còn chỗ ngày xưa mà em Xá cùng với Tuyên có hỏi cái chỗ này ấy, thì bây giờ là bà con đã trồng hoa màu rồi các bác này. Trước thì là một cái rừng cây thôi, cỏ mọc hoang thôi. Bây giờ thì nó làm một cái vườn để người ta làm. Cái này là gieo mạ đúng không? Mạ này là được chuẩn bị được cấy rồi. Sau khi gieo mạ xong thì đến mùa sau là người ta bắt đầu trồng ngô, trồng khoai, sắn gì đó. Người ta không có bán nữa. Trước bảo mua cho em Xá nhưng mà do là không phù hợp để làm nhà. So sánh với cái mảnh đất này và căn nhà em Xá thì căn nhà được lợi thế hơn. Và anh chị, cô bác anh chị cũng đã góp ý là mua cái chỗ căn nhà. Ở đây thì đất này là của em Thím đúng không? Cái chỗ rừng ở vườn này này. Vâng ạ. Cái chỗ vườn này là của em ạ. Vườn này là của em đúng không? Vâng ạ. Vườn của em là từ đâu đến đâu em chỉ cho các bác xem nào, có rộng không? Từ cái dưới đường này đến hai cái mộ kia xuống ạ. Dưới đường này, dưới đường nhỏ này á? Vâng. Và cái dưới đường to bên kia? Vâng. Chỗ mấy cây to to kia có phải của em không? Không ạ. À, tức là bên trên cái cây đúng không? Vâng ạ, bên trên cái cây mới là của em ạ. Không, ra đến chỗ hết chỗ trồng ngô bên này à? Vâng, ra hết đến chỗ ngô lên trong vườn này thôi ạ. À, thế để gần như ở chỗ này là mộ nó bao quanh hết xung quanh này rồi các bác ạ. Mộ này là bao quanh hết ở đây rồi. Đây có 4 quả mộ rất là to. Do vậy là nếu mà làm nhà ở đây thì gần như không thể làm được các bác ạ. Sẽ phải cân nhắc lại. Đấy, cái miếng đất đấy em thấy như nào?
Tại miếng đất đấy thì em không thích cho lắm anh ạ, tại vì nó xa nhà, xa với hàng xóm ở dưới này, nên là em muốn là ở đây thì nó gần hơn hàng xóm, thì em đi đâu thì có thể là gần nhà anh Xá hơn, thì đi đâu cũng có thể nhờ được anh Xá một tí, còn ở trên kia thì lại quá là xa nhà anh Xá, nên là tất cả là bên kia cũng rất là nhiều mộ, nên là em cũng không muốn lên đấy ở. Ở trên kia thì nó khá là nhiều cái bất cập. Thứ nhất là như em thím vừa chia sẻ là xa làng, xa xóm, xa anh em bạn bè, xa các cái hộ gia đình. Thứ hai nữa là ở trên đấy thì nó là một cái khu rất là vắng và cũng không có nhà ở. Sáng ngồi gần đây một tí, không có nhà ở, thành ra là em thím cũng không muốn lên trên đấy ở. Cái thứ ba nữa là như em Xá đã nói rồi, ở trên đấy thì nước ăn không có, thành ra là em Xá cũng không muốn cho gia đình em thím lên đấy ở, nó rất là nguy hiểm. Tối về thì cực kỳ là vắng các bác ạ. Ban ngày thì có thể là mình nhìn thấy nó còn hơi hơi này kia một chút, có thể là đi lại mình nhìn thấy một chút. Còn tối về thì nó chỉ cần chập tối thôi, đóng cửa cái là im đi thít luôn. Ở đấy là nó biệt lập. Thành ra em thím là bản thân em là con gái, nên em cũng không muốn đi sở hữu cái miếng đất trên đó. Cộng với cái giá là không thể nào ngửi nổi rồi. Với cái giá đấy thì anh em mình không thể ngửi được rồi. 70 triệu thì có lẽ đây là kiểu như một cái phong trào ấy nhỉ Xá nhỉ. Trước anh em mình hỏi đất gần như là không có miếng nào dưới 70 triệu. Nhưng cái miếng em thím, cái chỗ đợt trước em mới định bán cho em ấy là cái chỗ mảnh nương ấy nhỉ. Em chỉ có hỏi có 40 triệu thôi, nhưng mà đấy nó mộ, nhiều mộ quá, không ở được, sát mộ quá. À, cái chỗ đất bên này thì chỗ nhà mà em thím đang ở hiện tại ấy, nó là đất của anh họ, nên là anh họ đã chào bán với giá là 60 triệu. Thì với cái diện tích là nó rơi vào khoảng hơn 10 mét rộng, và cái chiều dài thì nó theo đất như thế này luôn. Đấy. Thành ra là Tuyền cũng thấy ở đây nó là một cái lợi thế. Thứ hai nữa là nếu như em thím có mua thì sau này làm giấy tờ xong thì em thím cũng sẽ sử dụng cái đất này. Khu vực bên này là đất chung của hai vợ chồng, thì sẽ sử dụng làm đất trồng trọt, hoặc là mình có thể trồng rau hay làm vườn, phơi thóc các thứ này kia, rất là dễ, rất là tiện. Đấy, theo em thì như nào? Em muốn ở đây hay là muốn đi mua, tìm mua chỗ khác nữa? Theo em thì em muốn ở đây thôi. Ở đây nó gần nước với cả là cũng mình gần cũng ở quen rồi đúng không? Cũng quen đây rồi nên là cũng không muốn chuyển đi xa. Ừ. Bây giờ ở đây thì như bà Thanh đã gửi cho em là 40 triệu. Thì thứ nhất là nếu như với cái số tiền đó thì mình chỉ mua thêm thôi. Mua thêm tức là ở bên này của em là 8 mét, thì với 40 triệu thì mình chỉ mua thêm được khoảng 6 đến 7 mét nữa. Thì nó sẽ rất là rộng. Nhưng mà tức nghĩa là bà Thanh thì bà muốn là cái số tiền này mua đất cho em thì nó là thuộc quyền sở hữu của em 100%, chứ không phải liên quan đến cái đất của em và chồng em nữa. Nói chung thì sau này về rất là khó. Thứ nhất là thế, thứ hai nữa là sau này chồng em về thì lại tranh chấp này kia thì rất là khó. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mấy mẹ con sau này. Thế thì với cái yêu cầu của bà Thanh như vậy thì Tuyên cùng với em thím và em Xá sẽ cân nhắc cái vấn đề đó. Ở đây thì nếu mà làm thì nó cũng khá là tiện thôi. Xe cộ thì cũng chỉ về đến trên này thôi, là đổ là đến vật liệu là đến chân công trình thôi. Nó gần thôi. So với cái chỗ khác thì chỗ này là đẹp nhất rồi. Đấy, theo quý khán giả và cô bác anh chị thì ở đây thì có lẽ Tuyên ghi hình rất nhiều rồi. Còn trên kia thì cũng ghi chi tiết cho các bác hiểu rồi. Là 8 mét x 10 là rơi vào khoảng 80 mét. Và cái chiều hướng của cái nền nhà là nó hướng ra con đường, thành ra vậy là nó cũng khá là thuận tiện. Tuy nhiên thì như các em vừa chia sẻ là với cái những nhược điểm như vậy thì mình cũng không lựa chọn. Ở chỗ này thì nó được một lợi thế là em và các con đã ở quen rồi, cộng với lại những cái cơ hội cũng như là những cái không gian còn lại. Ví dụ chỗ mộ kia thì mình có thể sử dụng đất làm nông nghiệp, trồng trọt, hoa màu, hoặc là có thể trồng rau, trồng cây ăn quả cũng được. Thì nó cũng tiện. Em chia sẻ một chút. Đợt trước thì anh có ghi hình về cái chuyến đi của em liên quan đến bố em ấy. Thì em chia sẻ một chút cho quý khán giả xem là
em đi bên đó thì đi làm gì và tại sao lại đi một thời gian dài như vậy. Có vấn đề gì xảy ra với em và bố hay không? Có cái gì em có thể chia sẻ cho khán giả và các anh được biết? Trước thì bố có ra đón thì em, bố có ra đón em về đến nhà thì bố em cũng đi làm việc cho bố và thu ngô rồi này, làm các thứ cho bố xong rồi thu ngô xong rồi em đi trồng đậu cho bố, nhưng mà trồng đậu dở xong là em thương con, em nhớ con nên là em về, bố không cho về nhưng mà em quyết định về nên là bố cũng không làm gì được nên là bố cũng đưa em về. Nên là sang bên đấy thì sao ở lâu vậy? Sang bên đấy thì bố không cho về và bố bảo là không cho về nữa, bố bảo đi lấy chồng Trung Quốc. Lấy chồng mà. Trung Quốc á? Vâng, nhưng mà em không đi, em bảo bố là em không đi, không lấy chồng, em chỉ ở các con thôi nên là em không muốn đi sang bên đấy. Xong là bố cũng bảo mấy lần rồi nhưng mà em quyết định là không đi nên là em đã bảo bố là em ở về nhà, không em sợ con em ở thì lại ánh sáng không ấy được thì lại đông nên là sợ con đói nên là không cho, bố không cho về nhưng mà em cũng quyết định về nên là bố không làm gì được, bố bảo là thế thì bố đưa về bố, nhưng mà em bảo với bố là em không về nữa, em không về nhà bố nữa, em chỉ ở đây thôi, không quyết định là bố không sang, bố đừng có sang đón em nữa. Em bảo bố thế rồi bố cũng không nói gì nên bố đưa về. Thế vẫn lại cho chở đi theo? Chở thì là em cũng xin bố, em bảo là cũng không ai trông con thì trông con của em để em đi làm thì xin bố ở cho mùa này thì cái chợ đang nghỉ hè thì xin bố là cho nó sang đây trông con hộ thì hộ vài buổi, khi nào nó đi học thì không vài buổi thôi, bố bảo là không cho sang nhưng mà em bảo xin bố cho sang thì chợ cũng bảo là chợ cũng đi theo, chợ cũng bảo là sang đây chơi vài hôm rồi trở về, xong là bố cũng bảo là thế cũng được, bố lại cho sang. Tức nghĩa là bố em muốn em đi lấy chồng ở Trung Quốc hả? Vâng. Tìm được người rồi á? Tìm được người giới thiệu rồi á? Em cũng không biết nhưng mà bố cũng bảo thế thì em cũng bảo em không đi. Em quyết định là em không đi nên là bố cũng không, bố nói rất là nhiều nhưng mà em bảo là em không đi, em chỉ ở với các con thôi nên là em không muốn đi. Bây giờ hẳn ba đứa con mà đành lòng làm sao đi được. Nhưng mà anh không hiểu là sao em bỏ đi lâu như vậy, tận hẳn 4 ngày, 5 ngày. Em về bên đấy thì bố không cho về. Sao không lúc đi, sao không lấy cái đứa bé nhất đi? Em đi thì em chỉ muốn đi một ngày về thôi, em bảo là em đi một tí em về, đi đến nơi thì em về thôi, ở bố mẹ một tí là em về. Nhưng mà em sang đến bên đấy thì bố không cho về, bố bảo là không được về nữa, bố nhất quyết là không cho về. Nhưng mà em làm việc mấy hôm rồi em nhớ con, là em thương con nên là em bỏ, xong em bỏ việc xong em bảo bố là em không ở nữa mà về, nên là bố cũng không muốn đưa về. Nhưng mà em cứ nhất quyết phải về, đòi bố về cho bằng được, nên là ông bà bên đấy, ông bà cũng thương nên là ông bà cũng nói bố rằng là bố mới đưa sáng nay bố mới đưa về. Nói chung là bây giờ hẳn ba đứa con mà các con còn rất là nhỏ thì anh cũng hy vọng là sẽ không có cái chuyện này xảy ra lần nữa. Và em cũng tỉnh táo lên. Thế là phải đặt con lên hàng đầu. Mình bản thân là mẹ. Còn trẻ thôi nhưng mà tức nghĩa bây giờ em là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Được phép suy nghĩ, được phép quyết định tất cả mọi việc cho cuộc đời của mình rồi. Thì nên rõ ràng và nên là quyết định cho mình và chọn con đường đi cho mình. Làm sao cho nó đúng với cái nghĩa đời và đúng với cái lương tâm của mình, để sau này ví dụ như có quyết định thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không bị cắn rứt cái lương tâm của mình và mình cũng không bị cái dị nghị từ cái xã hội và những người xung quanh. Để cuộc sống không bao giờ xảy ra những cái chuyện mồ côi xảy ra thì bản thân em phải là người có ý chí kiên định và suy nghĩ một cách chín chắn rõ ràng. Vâng. Em muốn vợ. Ủa sao đây? Đi chơi cũng đã báo cáo mệt lắm các bác ạ. Các con thì rất là ngoan, cứ thấy mẹ về là sướng lắm. Nhưng mà ăn no xong lại đi chơi thôi. Cũng may mắn là các con của em cũng mạnh khỏe. Đấy, Xá thấy thế nào? Vừa nghe em Thím chia sẻ thì em có những cái lời động viên nào gửi đến em hay không?
Em thì em cũng mong là thím không đi đâu để lấy chồng nữa, xong là sẽ về chăm sóc ba đứa con như lúc trước nữa. Bởi vì nếu mà đi chỗ nào đi lấy chồng khác thì không có ai chăm sóc ba đứa con, thì em một mình thì bản thân em cũng không lo được, thì em còn lo có cái của thím thì em không thể lo được hết. Vâng. Đấy, em thím thì thứ nhất là em đi 4-5 ngày này thì anh Xá rất là vất vả nhá. Anh Xá là người lo cho em đấy, từ cái nhà, từ cái bữa cơm của các con, từ giấc ngủ các con là anh Xá lo hết. Thì bây giờ em gửi lời cảm ơn anh Xá một câu nhá. Hôm nào thì anh cũng đã bỏ công bỏ sức giúp đỡ em rồi. Tức nghĩa là cùng nhau sống và giúp đỡ nhau thôi. Nhưng mà trước mắt là anh Xá là người không đủ lành lặn như người khác, nhưng mà vẫn cố gắng để hỗ trợ em, thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Đấy. Em gửi lời cảm ơn anh Xá đôi lời. Vâng. Em cảm ơn anh này, anh trong mấy ngày hôm nay anh đã chăm sóc mấy đứa con của em và nấu cơm cho ăn. Đợi em đến ngày hôm nay em về, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi, Xá cũng cố gắng nhá, giúp đỡ em được cái gì thì cố gắng giúp đỡ. Cuộc sống thì luôn luôn là như vậy thôi các bác ạ, rất là vất vả. Còn về vấn đề đất thì trước tiên là anh em mình đã chia sẻ 2 miếng đất. Và mong muốn của Tuyên ấy thì là hiện tại bây giờ mong muốn cho em thím liên lạc với chủ đất để mình làm giấy tờ. Hình như là chủ đất này là đi làm công ty à? Đất anh họ này này. Hôm nay đi làm công ty chưa về. Chưa về hả? Tết mới về hay sao? Tết mới về á? Thế bây giờ mình làm giấy tờ thì làm kiểu gì? Gọi điện được không? Gọi làm giấy tờ thì chắc phải gọi nó lên anh ạ, không thì không biết làm nào. Đúng rồi. Gọi nó lên để làm trực tiếp. Rồi. Thế thì thu xếp nhá. Thu xếp để xem là hẹn anh ấy bao giờ anh ấy về thì nhanh gọn, và cô Thanh sẽ chuyển tiền về và làm nhà cho em nhanh. Vâng. Cũng vì cuộc sống thôi các bạn. Lý do của em thím đi cũng rất là đơn giản thôi. Vì là bố thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một cái căn nhà như thế này đã được 5 năm rồi cũng chưa thấy sửa sang gì và cũng chưa thay đổi. Nên là làm một người cha, một người mẹ thì cũng sốt ruột cho con. Theo cái phong tục của người Mông ấy, thì là phụ nữ nếu mà không lấy chồng nữa mà đi ấy, thì là sẽ không phải lấy cái gì đi đâu. Đất đai cũng không được cầm đi và chỉ được cầm quần áo đi ra khỏi nhà thôi. Con cái thì cũng không được cầm đi, kể cả cho dù là bố không còn. Ví dụ như trường hợp của bé Trở chẳng hạn, bố chết rồi nhưng con còn rất là nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác, nhưng mà không được phép lấy con đi. Bởi vì con là dòng họ của bố, theo họ bố thì không được phép là đi vào nhà người khác. Do vậy là cho dù nếu như trường hợp xảy ra xấu nhất là chỗ em thím mà đi lấy chồng khác thì chắc chắn là mấy đứa con sẽ ở lại đây. Và người phải khổ nhất thì vẫn là em Xá thôi. Em sẽ là người tiếp tay để giúp đỡ và chăm sóc. Thế thôi. Cho nên là để động viên làm sao để cho em thím là bây giờ bản thân em là sẽ tự gánh vác cho cuộc đời của mình. Vâng. Con là mình đứt ruột đẻ ra thì mình sẽ phải tự chăm sóc và tự nuôi nấng. Vâng. Không ai giúp đỡ mình cả. Anh thì mang tính chất là chia sẻ và giúp đỡ em thêm phần nào thôi. Vâng. Hy vọng là sau thức phim này cô Thanh sẽ tiếp tục liên lạc với 2 anh em mình để lựa chọn một trong 2 miếng đất. Vâng. Sao cho phù hợp. Vâng. Cô thì cô muốn là chọn miếng này thôi. Tuy nhiên thì một số khán giả và cô ba anh chị ở trên kênh cũng bình luận là mong muốn là tìm thêm những miếng khác hoặc là ở chỗ khác để sau này ví dụ chồng em về thì biết là em như thế nào. Vâng. Và không chỉ phụ thuộc vào chồng em mà bản thân em vẫn làm được những điều mà chồng em chưa bao giờ nghĩ đến. Vâng. Tuy nhiên thì cái đấy mình không cần nhắc đến và cũng không cần lấy ra để tự hào với bản thân mình làm gì cả. Vâng. Cái nhà nó cũng chỉ là chỗ chui ra chui vào để giúp cho mình an toàn hơn mà thôi. Vâng. Nó không làm cho mình sang hơn hay là không làm cho mình này kia hơn, nhưng mà nó làm cho mình cuộc sống đầy đủ hơn, giúp đỡ cho mình một cách nó an toàn, bảo vệ cho mình vậy thôi. Vâng. Nên là cũng không nên tự hào quá.
mình làm nhà được ở rồi thì sẽ yên tâm chăm sóc các con và làm ăn kinh tế ổn định. Như vậy là cách tốt nhất. Anh nghĩ là chồng em sẽ về với em thôi. Vấn đề là trong thời gian này thì anh em mình cũng chưa có thời gian để gặp được chồng của em Thím, nên là cũng không có cách nào để tư vấn cũng như là động viên để em hiểu thế nào là nghĩa vụ của một người cha, chứ không phải là cứ phải đẻ con trai thì gia đình mới hạnh phúc đâu. Biết đâu con gái có khi lớn lên nó lại phụng dưỡng cha mẹ tốt hơn con trai thì sao? Đấy, anh em mình không nói trước được. Có lẽ là thước phim này cũng chỉ ghi hình đến đây thôi. Các bác cũng đã biết câu chuyện của em Thím đi sang bên kia rất là khó khăn, em Thím cũng bị ép mà thôi, cho nên là cũng không thể trách em Thím được. Tuy nhiên là ban đầu em muốn em đi thì em cũng chỉ muốn là đi một ngày xong là về, hoặc là đi một lúc xong về thôi, đúng không? Vâng, lúc đầu em đi thì em chỉ là đi, buổi sáng, đi thăm, lâu lâu thì em chỉ là muốn đi thăm bố mẹ với cả các em thôi. Nhưng mà là bố về tận đây đón đi à? Vâng, bố về đây tận đây đón đi, nhưng em nghĩ là bố về tận đây đón thì em đi sang thăm mấy đứa em, còn hai ba đứa em ở bên đấy nữa, thì em bảo là thế em sang bên đấy thăm một tí em về, nên bên đấy thì bố không cho về nữa, nên là bố bắt ở bên đấy làm việc, xong là bố bảo là không cho về nữa, nên là ở bên đấy được 4-5 ngày hôm nay em mới về. Thôi được rồi, bây giờ về thì được rồi. Là bây giờ em phải hứa với anh là nếu như cô Thanh có hỗ trợ thì cái câu chuyện này nó sẽ không lặp lại lần nữa. Vâng. Nếu như trường hợp mà em có bỏ con em thì hãy nghĩ đến câu chuyện đằng sau. Con em nó rất là tội nghiệp. Vâng. Anh thì anh không có lấy cái ngôi nhà hay là lấy cái số tiền mà các mạnh thường quân, các cô bác, các chú về để đe dọa hay là ép bức em làm gì cả. Nhưng mà em phải hiểu cuộc đời của mình khó khăn đến như vậy thì bố mẹ mình cũng chả giúp được gì. Chỉ tính là cho mình cuộc sống tốt hơn, nhưng mà chưa biết đường nào để cho mình tốt. Vậy các mạnh thường quân và các quý khán giả đã giúp đỡ em nhiều như thế thì hãy lấy đó làm những động lực và mục tiêu lý tưởng để mình có thể phấn đấu và làm tốt và hoàn thiện bản thân hơn. Anh nghĩ là như vậy nó sẽ tốt hơn so với em phải phụ thuộc vào bố mẹ nhiều. Và có lẽ là em nghe lời bố mẹ thì đây cũng là một cái điều tốt. Tuy nhiên thì bố em thì có lẽ là cũng ít học nên là không hiểu được cái vấn đề đó nhiều. Và có lẽ là phong tục đã ăn sâu vào tập quán và lối sống của bà con vùng cao rồi. Thành ra là cũng không hiểu được cái tính nghiêm trọng của các cái trẻ nhỏ, nó đáng thương và nó tội nghiệp như thế nào. Hy vọng là cô Thanh và tất cả quý khán giả và các mạnh thường quân đang ủng hộ giúp đỡ cho em Thím thì sẽ có những cái lựa chọn xứng đáng để giúp đỡ cho ba anh em. Làm sao là chọn miếng đất này hay chọn miếng bên trên kia. Những lợi thế và những nhược điểm thì Tuyên cùng với em Xá và em Thím cũng đã đưa ra, các bác cũng đã nghe rất là rõ. Hy vọng là các bác cũng sẽ góp ý cho ba anh em. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.